Đến thời điểm này, kinh tế Việt Nam đã đi được 1 phần 3 chặng đường của năm nay. Đây là 1 phần 3 chặng đường nhiều thách thức, bao gồm cả nội tại cũng như tác động từ các biến động kinh tế trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% cho cả năm 2019, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều thách thức, đầu tiên là kiềm chế và kiểm soát lạm phát. Dù chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 2,71%, vẫn trong tầm kiểm soát, những tác động của giá xăng dầu, điện và nhiều hàng hóa khác sẽ có những tác động trong thời gian tới. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa thực chất. Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam mới chỉ đứng thứ 60 trên 190 quốc gia. Đây vẫn là mức kém hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Tăng thẳng thương mại Mỹ Trung cũng sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đến các thị trường tài chính tiền tệ xuất khẩu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Dù còn nhiều thách thức, hiện kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng, kết thúc quý 1 2019 đạt 6,79%, những cải thiện về môi trường kinh doanh cùng với đó là sự kiên định trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là những cơ sở quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng cho các quý tiếp theo của năm 2019.